Và đây là một trong những ngôi nhà đẹp nhất ở thị trường quận 7 trong thời điểm hiện tại. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà và Tôi, và trong tập ngày hôm nay đang sẽ dẫn mọi người đi trải nghiệm một căn nhà nằm tại phường Phú Mỹ, quận 7. Và đây là trục đường trước nhà. Chúng ta có một ngôi nhà mang phong cách hiện đại trẻ trung với tông màu được sơn ở phần kiến trúc mặt tiền ngôi nhà mang tông màu tối. Toàn bộ hệ thống lan can kính cũng được sử dụng bằng kính đen. Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy được những cái phần lam bằng nhôm được ốp ở bên phía trên ban công, nhìn nó cũng rất là đặc biệt. Và chắc chắn đây là một trong những ngôi nhà đẹp nhất trên trục đường này ở thời điểm hiện tại. Và như mọi người thấy thì ngoài khu vực đường lớn ra thì chúng ta sẽ tiếp cận đến khu vực công viên bờ sông, cách nhà mình chỉ 10 bước chân thôi. Với không khí ở đây thì trong lành, thoáng mát. Trục đường trước nhà là trục đường 14m. Và cái mà đang thích nhất ở đây đó chính là phần vỉa hè rộng lên tới tận 4m, được anh chủ nhà lót đá sạch sẽ rồi. Ở đây thì nếu mà là đang thì đang sẽ trồng thêm cây hoa ngay chỗ này. Và chúng ta sẽ có hệ thống cửa nhôm hai lớp, vừa thẩm mỹ vừa cách âm cách nhiệt cho ngôi nhà này. Thêm vào đó là hệ thống cửa cuốn ở bên ngoài để đảm bảo an ninh cho ngôi nhà. Xa hoa lộng lẫy là những điều mà đang muốn diễn tả cho ngôi nhà này. Mọi người thấy không gian phía trước mặt sao? Chúng ta có một ngôi nhà mang phong cách hiện đại trẻ trung với những phần màu sắc đến từ gỗ công nghiệp An Cường, đó là sự kết hợp giữa màu tối là màu đen, vân gỗ và vân đá để tạo điểm nhấn. Và chúng ta sẽ có một cái không gian sinh hoạt chung nhìn cực kỳ luxury luôn. Mà không biết là mọi người thấy sao, hãy để lại ý kiến mọi người ở bên dưới nha. Chúng ta sẽ có hệ thống tủ giày ngay đây. Tủ giày cao đụng trần với sức chứa lớn, và toàn bộ cánh đều được sử dụng bằng cánh acrylic. Cho nên khi mà mình mở cửa ra, ánh sáng chiếu từ bên ngoài vào phản chiếu ngay tủ này, nó cũng sẽ làm tăng được cái nét sinh động và sang trọng hơn. Chắc chắn ở trong một ngôi nhà đẹp thì không thể nào thiếu đi một phòng khách hoành tráng với cao độ trần lên tới tận 3m9. Cái tông màu tối á, thì mình cũng không hề có một cái cảm giác nào mà nó bị chật đi. Nhưng mà cái tông màu tối này khi mà đang đứng ở đây đang cảm giác như nó có một cái chiều sâu, nó làm cho cái ngôi nhà mình trở nên ấn tượng hơn. Ngoài khu vực phòng khách với sofa lớn ngồi được rất nhiều người, ở bên trên vách thì cũng được trang trí khá là đẹp với hai bên được thiết kế đối xứng, và chính giữa đó là một bức tranh lớn. Bên trên trần nhà nè mọi người thấy không, chúng ta sẽ được ốp ở trên bằng những cái tấm alu màu đen để tạo được chiều sâu. Và đang khá là thích cái tông màu đen bên trong nhà, nó làm nên một cái vẻ huyền bí và sang trọng, đúng không mọi người? Và đây, hệ thống kệ tủ tivi thì sẽ được sử dụng bằng gỗ An Cường luôn, nhưng mà cái mã bên ngoài là mã đá acrylic trắng gương nha mọi người. Nên mọi người nhìn thấy thì cái hệ thống kệ tủ tivi hoành tráng này nó sẽ là một cái điểm nhấn rất là đặc biệt cho khu vực phòng khách. Tivi 65 inch cũng đã được trang bị sẵn mọi người. Và ở đây thì nếu như mọi người nhìn kỹ thì ở bên dưới chủ nhà họ đã sử dụng bằng những cái viên gạch nhập khẩu với kích thước là 60 1m2, nhưng mà gạch này là gạch nhám, gạch mờ đó mọi người. Nhưng mà khi mà mình đi bằng chân không á thì rất là thích nha. Mà thường á là quan điểm của mình á thì thường hay kêu là gạch mờ nó sẽ dơ, nhưng mà thật sự ra Đăng đã từng trải nghiệm rất là nhiều những cái căn biệt thự sang trọng rồi, và Đăng thấy là những cái căn đó hầu như họ sử dụng gạch mờ. Tại vì gạch mờ này thì nó sẽ giảm đi cái sự trơn trượt, nhưng mà nó cũng sẽ làm tăng lên được cái nét thẩm mỹ, và kể cả luôn là cái cảm nhận khi mà mình mang chân không ở bên trong nhà. Và chúng ta sẽ có khu vực cầu thang dẫn lên trên với giếng trời ở chính giữa, và cầu thang này thì cũng được sử dụng bằng kính đen. Kính đen này thì nó mắc hơn so với kính trắng cũng mấy chục phần trăm đó mọi người. Nên là đó là cái chi phí mà làm cái kính đen này cũng nhiều tiền đó nha. Và chúng ta sẽ có toilet ngay tầng trệt ngay đây, với thang máy nằm kế bên. Một chiếc thang máy gia đình 450kg.
Phía đối diện khu vực cầu thang thì chúng ta sẽ có một cái bàn console. Và bàn này sẽ đẹp hơn khi chúng ta đặt thêm một bộ bình hoa lớn ở đây nha mọi người. Và trên cái tấm vách trang trí xuyên suốt của toàn bộ ngôi nhà, từ ngay khu vực phòng khách cho đến bếp đều được ốp bằng gỗ, với sự kết hợp rất nhiều những cái loại vật liệu và màu sắc đang xen với nhau. Và những cái chi tiết ở đây khi mà đang rờ, đang chạm thì đang thấy là họ cũng làm rất là cầu kỳ và cẩn thận luôn nha mọi người, chứ không phải là nhà bán mà làm ẩu đâu. Nhà này là cực kỳ giá trị. Và như mọi người thấy thì khu vực bàn ăn thì cũng sẽ được trang bị thêm vách kính. Và với cách sắp xếp đúng như cái tông chủ đạo ngôi nhà là những phần đối xứng hai bên, và điểm nhấn là những cái vân mã đá như thế này. Đẹp. Không biết là mọi người thấy sao khi chúng ta có một khoảng sân sau lớn tràn ngập ánh sáng từ hướng nam. Nhà mình cửa chính là hướng bắc nha mọi người, với rất nhiều những hệ thống cây xanh và một bức tường kính full trần. Khi chúng ta mở ra đem cái hướng tự nhiên vào bên trong nhà, và đứng đây nấu bếp thì chắc chắn là rất là thoải mái. Bếp cao đụng trần với những tông màu kết hợp như là màu đen, màu trắng, màu gỗ, và phần bề mặt đá cũng như ốp trên bếp đều được sử dụng bằng đá marble hết nha mọi người. Và chúng ta vẫn được trang bị hết tủ lạnh side by side, là bếp từ nè, và kể cả rất nhiều phụ kiện ở bên trong khu vực bếp để giúp chúng ta có thể tiện sử dụng. Đây, mọi người thấy sao? Rồi, bật mí mọi người luôn. Với một căn nhà 5 x 18, 90 m², được xây dựng một trệt 2 lầu sân thượng, có thang máy 450 kg. Thang máy này là một thang máy gia đình, cái này chưa có lột ram ti ra luôn nha mọi người. Đối cho mọi người biết căn nhà này trị giá bao nhiêu, mọi người xem đi, chút xíu nữa đi tao sẽ bật mí cho mọi người nha. Có rất nhiều điểm thú vị tại tầng 1 mà chúng ta đang muốn dẫn mọi người trải nghiệm. Này là ban công của mình là màu trắng nè. Bây giờ mình chuyển qua ban công màu đen đó nè. Và đây là khu vực tầng 1. Khu vực tầng 1 dành riêng cả một mặt bằng sàn rộng tới tận 65 m² này cho phòng master. Khi chúng ta bước từ thang máy hoặc cầu thang lên thì đây chính là view trước cái phòng của mình, và một cái không gian được trang trí cũng rất là cầu kỳ và hoành tráng, và nhìn nó rất là luxury đúng không mọi người? Không biết mọi người thấy sao? Và đây, trong 65 m² đó chúng ta sẽ có không gian riêng biệt của giường ngủ 2 m, và vách trang trí đầu giường cũng được làm rất là cầu kỳ với vật liệu là nhung nè, là da nè, là kính nè, kim loại nè và gỗ. Không, tuy là họ kết hợp rất là nhiều những loại vật liệu với nhau nhưng nhìn nó không hề bị rối chút nào. Nhưng mà riêng cảm nhận của Đăng thì đang thấy đây là một không gian cực kỳ đẹp. Và cái này mà buổi tối về cứ chụp hình check in thì ok đúng không mọi người? Chắc chắn là phòng master thì không thể nào thiếu đi khoảng ban công lớn xanh mướt phía bên ngoài. Kính ban công thì cũng được làm rất là nghệ thuật nè, không hề có một cái tay cầm nắm nào luôn, nhưng mà cái kính này nó cũng rất là chắc chắn nha mọi người. Và ở bên phía đối diện ngay giường ngủ thì cũng sẽ có một cái vách tivi cũng được trang trí rất là hoành tráng. Và chắc chắn là khi mà đã bỏ một số tiền lớn ra làm phần trang trí như vậy rồi thì chắc chắn là họ sẽ chăm chút từ cái những cái lúc xây dựng cho tới lúc hoàn thiện luôn. Không gian còn lại của 65 m² phòng master đó chính là không gian lô xét, một không gian riêng biệt với bàn trang điểm được làm khá là độc đáo với kính full trần. Và bên đây cũng là hai cái bồn lavabo đôi, kính cao cũng đụng trần luôn. Và khu vực tắm thì cũng sẽ có một không gian riêng rộng rãi thoải mái. Tắm xong rồi thì mình có thể ra đây để lựa những bộ quần áo mà mình yêu thích. Rất là nhiều những hệ thống tủ ngay đây. Tủ này thì mình cũng có tủ lùng nè. Đấy, quá trời tủ luôn.
Và nếu như mọi người nhìn để ý kỹ nghe những cái ổ điện thì chúng ta sẽ có toàn bộ thiết bị điện đến từ hệ thống Bana nè. Và đây là phím để tăng giảm âm lượng của loa nha mọi người. Toàn bộ bên trong nhà này đều được trang bị loa âm trần hết. À, chúng ta sẽ nghe những cái tiếng nhạc du dư tùy theo cái sở thích mong muốn của mình. Ở khu vực tầng 2 thì chúng ta có hai phòng ngủ nữa, thì mời mọi người. Đây là căn phòng đầu tiên, căn phòng cũng khá là rộng rãi. Đang đoán căn phòng này nó cũng đạt được khoảng 30 m², nó cũng gọi được tạm gọi là một phòng master nữa nha mọi người. Tuy là cái này nó chỉ mát thôi chứ nó không tơ giống như ở dưới, nhưng mà toàn bộ bên trong phòng này thì cũng được thiết kế cũng rất là cầu kỳ, và với sự kết hợp nhiều màu sắc, nhưng mà khi mà họ kết hợp thì nhìn nó không hề bị rối nha mọi người. Và bên đây thì chúng ta sẽ có tất cả những hệ thống cửa kính lấy ánh sáng từ bên ngoài vào. Ở trong nhà này thì chưa có rèm nha mọi người, chắc anh chủ nhà anh sẽ tặng thêm. Chúng ta sẽ có ban công phía bên ngoài, và đây chúng ta bàn trang điểm các chị em nè. Vách trang trí ngay hệ thống đối diện ngay giường ngủ cũng rất là đẹp và hoành tráng. Và toilet trên tầng đây. Ồ, một cái toilet được ốp bằng đá đen vân may. Viên này là viên 61-2, nhìn nó rất là đẹp nha mọi người, cực kỳ sang trọng luôn. Ở đây mình có những cái học để xà bông mình nè, nhìn dễ thương lắm. À, kính cũng cao, đụng trần, đẹp. Mọi người ơi, thường mà những cái căn nhà như thế này á thì sẽ giao dịch rất là nhanh nha mọi người. Cách đây khoảng tầm 1 tháng đang có quay một căn cũng đẹp đẹp giống vậy nè. Trong vòng 3 ngày thôi là đang bán mất tiêu rồi. Nên do đó là nếu như mọi người muốn trải nghiệm căn nhà này thực tế để tham khảo thì mọi người phải liên hệ đang ngay nhanh nha mọi người, chứ không nó bán mất rồi đang không biết lôi đâu ra luôn hết. Và đây là căn phòng thứ ba. Căn phòng này thì diện tích nó nhỏ hơn phòng kia chút xíu, nhưng vẫn được trang bị hết đầy đủ nội thất như là tủ, quần áo, đụng trần. Vách trang trí đầu giường cũng được làm với những cái hình khối rất là độc đáo. Giường ngủ thì cái này đang được kêu nó là giường giò cháu quẩy. Mọi người nhìn giống cái giò cháu quẩy không? Rồi bên đây thì chúng ta vẫn có ô cửa sổ đến lấy ánh sáng vào khu vực bàn trang điểm ngay đây. Và đây chính là hệ thống kệ tủ tivi của phòng này. Đây toilet. Toilet thì vẫn giống cái toilet ở bên phía kia. Đang rất là thích mấy cái vòi sen á, mà sử dụng những cái inox 304 bóng như vậy là mọi người nhìn nó sạch sẽ. Mời mọi người chúng ta sẽ cùng lên không gian cuối cùng của ngôi nhà này. Và đây là khu vực cao nhất của ngôi nhà, tầng 3. Đây là khu vực sân sau cho mọi người. Ở đây thì anh chủ anh đang che cái bạt, không biết để làm gì thôi. Mình có phòng giặt riêng ở trong đây nè mọi người. Đang thấy là những cái phòng giặt riêng trong đây thì mình sẽ bảo quản được mấy cái máy giặt của mình nó ok hơn nha mọi người. Ở đây chúng ta sẽ có giếng trời lớn và một cái toilet. Đây, ở đây mình có thêm một cái toilet ngay đây. Đây là khu vực sân thượng của ngôi nhà này. À, mấy cái chi tiết này lúc mà khi mà người ta tô chét bột á mọi người, để xả ra thì có những cái phần nó bị non cho nên là nó bị rằn, thì anh chủ nhà anh đang chờ xử lý lại nha. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái view trước nhà của mình nè. Đây em xích lại đây cho mọi người xem nè. Đây toàn bộ nhìn qua đây. Nhà cao tầng đồng bộ hết nè mọi người. Đó, khu này thì an ninh yên tĩnh. Ở bên đây mình sẽ nhìn thấy công viên nè. Đây công viên trước nhà nè. Các cô chú anh chị là vừa có thể thưởng thức được không khí trong lành tại đây với công viên bờ sông, vừa có thể cảm nhận được những không gian yên tĩnh từ khu dân cư mang lại, vừa là nhà mặt tiền với trục đường chính có thể đặt công ty luôn tại đây. Và với 16 tỷ 200 triệu đồng, mọi người thấy sao với một ngôi nhà mặt tiền quận 7, diện tích là ngang 5 và 18, được xây dựng là 1 trệt 3 lầu với mái bê tông cốt thép full nội thất như vậy giờ chúng ta đã vừa xem. Xách vali vô ở là không cần mua cái gì nữa. Và chắc chắn nếu như ai đang có yêu thích ngôi nhà này thì hãy liên hệ với em Đăng qua số hotline đang để ở bên góc phải màn hình. Và nhớ subscribe cho kênh và hãy nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất về những ngôi nhà đẹp tiếp theo của chúng tôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp mọi người nhé. Mọi người liên hệ với Đăng sớm nha. Nhà này sẽ bán rất là nhanh đó. Tại vì đây là một trong những ngôi nhà đẹp nhất tại quận 7 trong thời điểm hiện tại.